ra nhà đâu đi chung con hết rồi mà nhỉ. Cái này nó cũng không khác đi bạn hết à. Đúng bố chứ không đúng mẹ. Mẹ cháu lại đổi cho sữa hươu cao cổ rồi bạn. Hết lần này là sữa hươu cao cổ. Thì cứ uống một đợt cái sữa béo về xong lại bố sữa cao cổ rồi. Tưởng nó hay bao tuổi. Không, nó có cái loại cổ của hay khác. Cái loại cổ gây thì nó chỉ có 3 tuổi. Nên cái loại mà cùng cái hãng sữa mà được trước có đi nó uống cái hộp tím tím ấy. Không, cái sữa này là phải đổi.